Bây giờ bà chị có giấy viết không? Ghi đem ra đi cho tôi ghi cái địa chỉ tôi cho nè. Ôi, tôi nói anh nghe, tưởng giòn, tưởng bọt, tưởng hột sàn này không có, chứ còn bo cái bên này lúc mô cũng có đây. Cái gì? Bên. Cái gì? Trời ơi, tiếng Mỹ nó kêu cái viết này là bên, còn cái viết chì là bên sồ, ông ơi. Nè, bà viết địa chỉ đi. Rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Để từ từ nè. Ông dò nè, nhờ ông dò phải không? Ông dò. Làm như bà trẻ hơn tôi, giờ bà kêu tôi ông già. Thì ghi rửa cho dễ nhớ. Một nè, máy nữa đó. Hai. Hư à. Ba. Bo. Bốn. Bốn. Năm. Nam. Nam hả? Nam hả? Ừ. Nam, nam là phưa đó hả? Cái phưa. Gì phưa? Nam là phưa. Ừ, phai, phai. Ông phai tôi phưa, kể thấu. Đường bô sa. Bô sa. Chết trời, bô sa giết thằng Lan. Trời đất ơi. Ông xì bèo đi, ông xì bèo. Bà nấu tiếng Mỹ dữ dội lắm mà giờ viết bô sa không biết viết hả? Nó đừng cười. Nó tiếng Mỹ thì được mà viết hay không? Trời ơi, tôi mệt rồi. Thôi bây giờ nè, tôi đánh dần cho bà viết nè. À. Chữ bờ đâu? Bờ thiếu bờ đủ. Bờ là bô lít chứ hả? Bờ thiếu bờ đủ cái gì? Chứ bờ đó. Bờ là chay. Bờ là bóp đó. Tìm vợ trong mưa còn vắng tiếng ai thuê, một mình trên ngõ vắng buồn nhìn theo lối xưa, buồn vì anh bỗng nhìn xa vắng tìm phải theo lời hứa gieo phong. Chiều nay đốt hương tưởng niệm trước mộ, nhìn khói đau lòng tưởng nhớ năm xưa. Công ơn sinh thành ngày nào đền trả. Bye bye. See you again. Nó bài ông đấy. Sao ông không bài lại đi? Để xem thì nó đẹp. Ôi giời ơi, viên chức hội tè làng này nó dở hơi à. Mẹ bố tiên sư ông chết rồi nó còn đem bia lon nó đến à. Thôi em hãy về, cứ yên lòng rồi giông tố sẽ qua. Anh mong tháng năm sẽ chôn vùi tình đầu tiên khó quên. Trong cánh nhà quần hiu, anh ngầu lạnh ôm đêm tấu. Đêm cô độc mình anh, nghe đầu lạnh hơn nóng màu. Em xa rồi thật sao, hay là nỗi buồn gió xé. Âu mơ vừa hôm nào, lẽ nào em giàu quên nào. Giờ đó, con không biết ông nghe lời ai. Tối ngày nhậu nhẹt say xưa, cờ bạc tối ngày. Con thiệt má, chồng con kiểu này con hết chịu nổi rồi. Sớm muộn thì con cũng ly dị cho coi. Đó, thấy chưa? Đó, cô hồn về đó. Ngày nào trúng mánh là ngày đó huy hoàng, là ngày nào bể mánh là ngày đó điêu tàn. Mới coi chịu nổi không? Trời ơi, sao kỳ cục. Không mở đèn đuốc bộ ế lắm hả mấy cưng? Tiệm quán người không mở nhạc gì buồn như chùa đó. Quán cái gì? Anh về tới nhà rồi nè. Thôi cưng đừng có hù anh. Cưng tưởng anh sợ vợ là cưng hù anh. Anh nói thiệt, cưng bước chân vô nhà anh, anh biết là cái nhà anh liền là bị nhà anh có một con vợ đây tới hai ba con ghệ rồi. Mắc thôi đó, tức chết con không? Cũng nạn đó. Trời ơi, châu lì của lòng anh. Bữa nay em chơi tóc nó trắng lên anh nhìn em không dạ, ra luôn. Cái gì? Trời ơi, mày liền hồi tao cho mày lết bây giờ á. Trời ơi, cái đủ cái thằng mắc dịch gì đâu á.
Mô Phật, mô Phật, tôi nhỏ lớn.